Đây chính là cái phần tem dán của tủ bếp nhôm Sinfa nhập khẩu. Nhôm này nhôm Sinfa nhập khẩu Quảng Đông chính hãng luôn quý vị chị nhá. Ở giữa hai cánh cửa mở quay này. Đấy, còn hai bên thì hậu sẽ mở úp ngược lại. Hậu sẽ mở úp ngược hai bên. Tức là gần như là nó sẽ đón vào cái ô bếp này này. Đấy, nó sẽ có những hệ thống tay ben thủy lực thì nó sẽ trợ lực cho chúng ta không phải đẩy nặng. Đấy. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đấy, kể cả như những hệ thống tay nâng bướm này cũng thế thôi. Đấy, chúng ta chỉ cần kéo nhẹ xuống và nó sẽ tự kéo nặng. Giao thớt thì chúng ta không thể để bừa bộn ở bên trên của căn bếp được. Chúng ta phải đưa xuống dưới này thì để giúp cho chúng ta có một căn bếp mà nó sạch sẽ và nó thoáng. Đấy, chúng ta có thể để những cái chai rượu lên trên này. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với công ty cổ phần thương mại Nhôm Mowin. Và tôi là Hậu, ngày nay tôi đang có mặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để review đến cho quý vị anh chị. Đó chính là một bộ tủ bếp nhôm Sinfa nhập khẩu màu vân gỗ lim. Đấy thì cũng rất nhiều quý vị anh chị đã được xem những cái hệ tủ bếp của nhôm Mowin màu vân gỗ chắc cũng như màu vân gỗ lim rồi. Đấy, nhưng mà Hậu hôm nay cũng sẽ có một bộ tủ bếp nhôm nội thất Sinfa nhập khẩu màu vân gỗ lim nha quý vị nha. Đấy thì như cái dòng tủ bếp nhôm Sinfa nhập khẩu này thì duy nhất trên thị trường hiện tại là chỉ có bên công ty Hậu cung cấp và phân phối trên toàn bộ thị trường, toàn bộ là Việt Nam. Ở phía bên trên thì hiện tại là tôi đang thi công ở đây, đó chính là một tầng. Đấy, và ở bên dưới này thì hiện tại là Hậu cũng chỉ thi công cho anh gia chủ, đó chính là về phần mặt bếp. Đấy, tại vì hiện tại là cái phần khung bàn bệ bê tông cũng như bàn đá này đã được anh gia chủ thi công từ thời gian trước. Bây giờ Hậu sẽ tổng quan qua một lượt trước từ phía bên tay trái sang bên tay phải. Đấy. Về phần tủ trên đi thì ở chỗ này thì chúng ta cũng không có nhiều sự thay đổi lắm. Đấy thì chúng ta cũng vẫn sẽ có những cái ô để những cái tầng đợt để chúng ta có thể để được rất nhiều những cái đồ đạc cần thiết, những cái đồ khô chúng ta có thể để trên này được rất là rộng rãi, thoải mái. Đấy. Tiếp đến ở phía bên dưới này thì chúng ta sẽ thiết kế ở đây, đó chính là cái ô để những cái nò vi sóng rất là lớn, cũng như những cái nò nướng chúng ta có thể để được cả. Thì để mà nó không mất thêm cái không gian cũng như tăng thêm cái công năng sử dụng thì bên dưới này thì Hậu sẽ thiết kế ở đây, đó chính là một cái ngăn kéo đồ khô. Đấy, chúng ta có thể để được rất nhiều đồ vào trong cái ô ngăn kéo này. Đấy, tiếp đến là do là cái không gian ở phần này nó còn khoảng tầm 1 mét thì Hậu sẽ thiết kế làm sao mà cái cánh tủ của chúng ta nó vừa phải, nó hợp lý. Đấy, làm sao mà nó không bị phá vỡ cái quy hoạch thì chúng ta sẽ làm những cái ô cánh nó có kích thước vừa phải và chúng ta sẽ ngăn những cái tầng đợt ra làm sao cho nó phù hợp để chúng ta có thể chia được nhiều ô và nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Đấy thì Hậu cũng đã chia ra ở đây, ví dụ như kích thước này này, Hậu còn khoảng tầm hơn 1 mét. Đấy thì Hậu sẽ chia làm 3 cánh, thì bên kia Hậu sẽ chia làm 2 cánh mở quay. Đấy, còn bên này thì Hậu sẽ làm 1 cánh thôi. Đấy. Chúng ta cũng vẫn sẽ có những cái tầng đợt này. Đấy, tầng trên, tầng dưới. Đấy, để tránh cái tình trạng mà nó xung đột mùi cũng như không khí nó di chuyển từ ô này sang ô khác thì Hậu sẽ chia tầng đợt. Đấy, giúp cho chúng ta để những cái đồ đạc làm sao cho nó phù hợp và hợp lý. Và tiếp đến ở đây thì Hậu cũng sẽ có thi công cho anh là cái phần hút mùi. Đấy, đây chính là cái phần hút mùi. Đấy thì hút mùi này nó khác với lại những cái hút mùi thông thường là nó chỉ có phần giật ở bên trong thôi. Đấy, lúc nào chúng ta sử dụng là chúng ta sẽ kéo nó ra như thế này. Đấy, lúc nào chúng ta không sử dụng thì chúng ta sẽ đẩy vào trong. Đấy, rất là gọn gàng. Đấy, đây cũng là một cái ý tưởng khá là hay. Đấy, nó giúp cái căn bếp của chúng ta nó hoạt động được hết công suất có thể. Đó. Thì trên này thì chúng ta cũng vẫn sẽ có những cái ô che hút mùi thôi. Đấy, không có gì thay đổi. Ở giữa hai cánh cửa mở quay này. Đấy, còn hai bên thì Hậu sẽ mở úp ngược lại. Hậu sẽ mở úp ngược hai bên. Tức là gần như là nó sẽ đón vào cái ô bếp này này. Đấy, thứ nhất là mang tính chất là thẩm mỹ rất là cao, và cái hai là nó liên quan đến vấn đề phong thủy nên Hậu sẽ thường xuyên tư vấn là thiết kế theo đúng dạng kiểu mẫu mã như thế này. Đấy. Nó cũng rất là thẩm mỹ. Đấy, nó không bị xung đột cánh vào với nhau. Và tiếp đến ở phía phần bếp dưới này thì chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là cái phần giá bát
cũng như giá xoong nồi thông minh. Đấy. Đấy thì hiện tại là trước là ở phía bên dưới này thì anh gia chủ đã dùng những cái giá này. Đây. Đấy, chúng ta có thể anh gia chủ đã dùng những cái giá sắt này để đặt vào bên trong thì thứ nhất là cái công năng sử dụng nó không đáp ứng được đủ, và cái hai là nó gây mất thẩm mỹ. Đấy. Thì bên dưới này chúng ta sẽ có những cái phần giá xoong nồi thông minh. Đấy. Thì chốc nữa thì anh gia chủ sẽ bỏ những cái xoong nồi trong này thì nó sẽ gọn gàng được căn nhà, căn bếp đấy. Đấy, rất là thông minh. Toàn bộ là sẽ có là dây giảm chấn quý anh chị nhé. Đấy, chúng ta chỉ việc đẩy nhẹ vào là khi đến cái mức độ của nó là nó sẽ tự nó kéo vào, nên chúng ta sẽ giảm được một số những cái thao tác không cần thiết đó. Tiếp đến ở đây là chúng ta cũng vẫn sẽ có những cái phần góc bát giác thôi. Thì đối với lại tủ của bên công ty gần như là thường xuyên, nếu mà tủ mà hai góc, tức là tủ góc mà hai chiều, thì sẽ thường xuyên là có cái phần góc bát giác này. Thứ nhất là mang tính chất thẩm mỹ, và cái hai là nó đáp ứng được cái công năng sử dụng. Tại vì cái phần không gian này nếu mà chúng ta làm góc bát giác ấy, thì cái không gian chúng ta để được đồ rất là nhiều. Đấy, nên chúng ta có thể đưa vào sử dụng rất là ok. Đó. Và đối với lại toàn bộ những hệ thống tủ bếp của Yomowin đấy, ví dụ như ở đây là chúng tôi đang làm là nhôm nội thất Sinfa nhập khẩu. Đây chúng ta sẽ có cái phần tem đây. Đây chính là cái phần tem của tủ bếp nội thất nhôm Sinfa nhập khẩu. Thì chúng tôi cũng có những cái tem hàng chống hàng giả, hàng nhái đấy, gửi đến quý vị anh chị. Toàn bộ là những cái tem bằng đồng. Đấy, thì bên này Hậu cũng sẽ thiết kế hai cái cánh tủ mở quanh hai bên thôi. Đấy, rất là gọn, không gây bị vướng. Đấy, còn ở giữa là Hậu sẽ thiết kế ở đây, đó chính là một cái phần giá bát nâng hạ. Đấy. Như cái phần giá bát nâng hạ này thì Hậu cũng đã chia sẻ với quý vị anh chị rất là nhiều rồi. Đấy, thứ nhất là nó mang tính chất là tiện này. Cái ưu điểm lớn nhất của cái thằng giá nâng hạ này thì đó chính là cái phần về công năng sử dụng, chúng ta sẽ không phải với quá để chúng ta có thể lấy được những cái đồ đạc như thế này. Đấy, ví dụ trường hợp chiều cao chúng ta có giới hạn đấy, hoặc là chúng ta sẽ không muốn với, thì giá bát nâng hạ này nó sẽ đáp ứng được những cái nhu cầu đó của quý vị anh chị. Đấy, rất là thông minh. Đấy, nó sẽ có những hệ thống tay ben thủy lực thì nó sẽ trợ lực cho chúng ta không phải đẩy nặng. Đấy. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đấy, kể cả như những hệ thống tay nâng bờ nung này cũng thế thôi. Đấy, chúng ta chỉ cần kéo nhẹ xuống và nó sẽ tự kéo nặng. Đấy, rất nhiều những cái đồ thông minh. Mà đã liên quan đến cái đồ thông minh thì bên Hậu có cam kết với quý vị anh chị là toàn bộ là sử dụng những cái loại mà nó phụ kiện thông minh, nó chất lượng nhất có thể. Còn về phần bên dưới này thì đây chính là cái phần chậu rửa đấy, thì chúng ta cũng không thể để được những cái đồ đạc gì hoặc là thiết kế những cái hạng mục gì bên trong, tại vì nó đang vướng những cái hệ thống ống rồi đó. Và ở phía bên trái này thì chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là một cái giá giao thất. Đấy, đây chính là một cái giá giao thất thông minh, thì nó mặc định là nó phải có. Đấy, tại vì giao thất thì chúng ta không thể để bừa bộn ở bên trên của căn bếp được, chúng ta phải đưa xuống dưới này thì để giúp cho chúng ta có một căn bếp mà nó sạch sẽ và nó thoáng. Đấy, đáp ứng được đầy đủ cái công năng sử dụng của chúng ta. Và tiếp đến ở đây, để mà lắng nghe những cái tâm tư nguyện vọng của khách hàng thì Hậu cũng luôn đáp ứng theo cái yêu cầu, và Hậu cũng không ngừng tư vấn thêm. Đó chính là ở bên này thì Hậu sẽ tư vấn cho anh gia chủ có một cái phần gọi là cái phần tủ rượu. Đấy, tại vì gần như là nhà gia đình nào chúng ta cũng sẽ phải có rượu để tiếp khách rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ làm thêm cái phần hệ thống tủ rượu này luôn. Đấy, nó cũng vừa phải thôi, nó cũng không to quá mà nó cũng không nhỏ quá, nó nhỏ nhỏ xinh xinh thì chúng ta có thể để rất nhiều đồ. Đấy, chúng ta có thể để những cái chai rượu lên trên này. Đấy, như, hoặc là những cái cốc cái ni chúng ta ít sử dụng, hoặc là chúng ta để những cái bình rượu ở bên trong. Đấy, bên dưới thì chúng ta cũng vẫn sẽ có những cái tủ đồ khô kín này. Đấy, chúng ta có thể để những cái chum rượu trong này. Đấy, đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu mà chúng ta sẽ sử dụng. Đó, vừa rồi là Hậu đã giới thiệu đến cho quý vị anh chị, đó chính là một bộ tủ bếp nhôm Sinfa nhập khẩu. Đấy, thì hiện tại đây Hậu cũng vẫn đang còn nguyên một cái phần tem dán đây. Đấy, đây chính là cái phần tem dán của tủ bếp nhôm Sinfa nhập khẩu. Nhôm này, nhôm Sinfa nhập khẩu Quảng Đông chính hãng luôn quý vị anh chị nhé. Trên thị trường là thường là sẽ xuất hiện đó chính là hàng giả, hàng nhái. Nhưng mà đối với lại công ty Hậu thì mỗi sản phẩm được nhập về đều có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như COCQ đầy đủ dành cho quý vị anh chị, nên quý vị anh chị có thể yên tâm đưa vào sử dụng. Quý vị anh chị nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với Hậu qua số điện thoại hotline ở phía bên dưới của màn hình. Đấy, khi đó là quý vị anh chị sẽ được đội ngũ nhân viên tư vấn và thiết kế cho quý vị anh chị một bộ tủ bếp làm sao đẹp nhất,
và phù hợp nhất, đáp ứng được đầy đủ những cái công năng sử dụng của gia đình chúng ta. Đó. Quý vị anh chị thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho ông Hậu một lượt like và một lượt đăng ký, để sắp tới thì em Hậu sẽ ra nhiều những cái video, những cái mẫu tủ bếp mà hot nhất cũng như đẹp nhất để Hậu có thể gửi gắm đến quý vị anh chị làm những cái gọi là cái tài liệu để chúng ta có thể tham khảo về những cái một số mẫu mã tủ bếp đó. Vâng, tôi là Hậu, công ty cổ phần thương mại Nhôm Owin xin kính chào quý vị và các bạn.